Trên tay bác sĩ đây là một cái sản phẩm khá là đẹp mắt của công ty cổ phần CBC One Hà Nội, có tên là CGL Beauty. Thì cái sản phẩm này hay mình thấy tên nó là thạch collagen. Thì chiết xuất của nó có gồm hyrosin tyrosol 20%, chiết xuất từ dầu ô liu, rồi hyaluronic collagen, natri hyaluronate, biotin và vitamin C. Thì với cái thành phần như vậy thì nó có chứa một cái lượng chất chống oxy hóa, và đồng thời là khi mà mình ăn vào cơ thể thì giúp nó là tăng collagen tiếp 1, là collagen nội sinh từ trong cơ thể giúp làn da đẹp hơn, kết hợp cùng với vitamin C. Thì mình nghĩ là các bạn cũng nên bổ sung cái này nếu mà muốn làn da đẹp hơn. Ăn và cái vị ăn thì nó rất là, mình nghĩ là mình ăn mình cảm thấy rất là vị khá là dễ ăn và mùi rất là thơm. Cái này mà nếu mà ăn nhiều khi có khi ngày cả ăn cả hơn 10 gói. Rất là dễ ăn nha mấy bạn. Ủng hộ. À, còn bên tay mình đây là một cái sản phẩm khác mà dành cho các bé để bổ sung là canxi D3K2. Thì cũng cùng công ty luôn, thì trong đây có chứa đến canxi hyrosin phytic, vitamin D3, vitamin K2. Thì ở dạng, nói chung là cung cấp nguồn canxi sinh học nano. Này là dạng nano nha, rất là dễ hấp thu. Rồi trong đó thì vitamin K2 là giúp vận chuyển canxi từ máu vào xương. Đây là một sản phẩm cũng khá hữu ích dành cho những bà mẹ mà có con nhỏ muốn bổ sung canxi.